Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 thường, cùng nhau giải đề thi giữa học kỳ 2 năm học 2020-2021 nhé. Bây giờ bài số 1, em hãy chọn từ thích hợp trong khung để điền vào mũi chỗ trống trong các câu sau. Chúng ta có chu, aquarium, neither, stomach case, so either, chúng ta điền vô này. Ba đi bác sĩ bởi vì anh ta bị gì? Stomach cake. Nam likes banana. I like banana too. Đây là câu đồng tình khẳng định. Chúng ta sẽ xài chu cuối câu. I don't like meat. Đây là câu phủ định. Đây là câu đồng tình phủ định. Câu đồng tình phủ định chúng ta còn either và neither. Neither đầu câu và either cuối câu. Gia đình nhà Robinson đi đâu? Đi tới aquarium. Thủy cung. My father doesn't like chicken. Bố của tôi không thích thịt gà. Tôi cũng không thích thịt gà. Ở đây chúng ta phải xài từ gì? Câu đồng tình phủ định chúng ta sẽ either cuối câu. Lan thích rau và tôi cũng thế. Câu đồng tình khẳng định chúng ta xài sâu đầu câu. Rồi chúng ta xuống bài dưới. Em hãy cho dạng đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau. Mẹ của anh ta đã không rửa rau này. Rau spinach này. Anh ta đã làm điều này. Đây là quá khứ cho nên ở đây chúng ta sẽ xài động từ cột 2 là did. Đằng sau goodbye các bạn nhớ. Đằng sau goodbye á. Là một chu infinity. Cho nên ở đây các bạn phải xài chu have. Câu số 3. Did you play soccer yesterday? Đã có trợ động từ did đây thì chúng ta giữ nguyên động từ này. Câu số 4. No, I didn't. Không, tôi đã học ở thư viện. Tôi đã học ở thư viện. Ở đây các bạn sẽ xài động từ cột 2. Đó là study ed nè. Bởi vì phủ định, đây là quá khứ nhé. Đằng sau less các bạn nhớ xài động từ nguyên mẫu. Cho nên ở đây sẽ là by. Rồi chúng ta xuống bài dưới. Yesterday ba had to go to the doctor. Ngày hôm qua ba phải đi bác sĩ bởi vì anh ta bị đau bụng kinh khủng. Because he had an awful stomach case. The doctor asked ba some question. Bác sĩ hỏi ba một vài câu hỏi. She told her that he had fish, rice, soup for dinner. Anh ta đã ăn cá, cơm, canh cho bữa tối. He also ate some spinach, but his parents didn't. Anh ta đã ăn một ít rau bò xôi nhưng bố mẹ anh ta không ăn. The doctor said that the spinach could make him sick. Rau bò xôi có thể làm ta bị ốm. Vegetables often have dirt from the farm on them. Rau thường có bụi bẩn từ nông trại trên đó. The dirt can make people sick. Những cái bụi bẩn có thể làm con người bị ốm. She said that she should wash vegetables carefully. Cô ấy nói rằng anh ấy nên rửa rau cẩn thận. And she gave ba some medicine. Bà ấy cho ba một vài viên thuốc, một ít thuốc để làm cho ta cảm thấy tốt hơn. Bây giờ, why did ba have to go to the doctor yesterday? Tại sao ba phải đi bác sĩ ngày hôm qua? Tại sao ba phải đi bác sĩ ngày hôm qua? Bởi vì anh ta bị đau bụng kinh khủng nè. Because he had an awful stomachache. Câu số 2. What did he have for dinner? Anh ta đã ăn gì cho bữa tối? What did he have for dinner? He had fish rice soup for dinner. He had fish rice soup for dinner. Câu số 3. Did his parents eat spinach? Có phải bố mẹ của anh ta đã ăn rau bò xôi hay không? Không, họ không ăn. Sẽ là no. They didn't. No, they didn't. Câu số 4. Có phải rau thường có bụi bẩn từ nông trại không? Có phải rau thường có bụi bẩn từ nông trại hay không? Đúng có. Yes, they do. Yes, they do. What did the doctor give Bra to make him feel better? Bác sĩ đã làm, đã đưa cho ba cách gì để làm ta cảm thấy tốt hơn? She gave ba some medicine. Một ít thuốc. To make him feel better. Rồi, to make him feel better. Em hãy sắp xếp thành các câu có nghĩa này. I bought lots of different
Tôi đã mua rất nhiều món quà khác nhau. Câu số 2. Would you open your mouth, please? Would you open your mouth, please? Câu số 3. Bạn phải uống nhiều nước mỗi ngày. You must drink a lot of water every day. Câu số 4. I went to school yesterday.